Cùng bản tin Hóng Hớt đầu tuần đã quay trở lại rồi đây. Tuần vừa qua của các bạn như thế nào? Còn Minh Anh đang cảm thấy rất háo hức vì không khí sôi động của lượt về giải đấu Gilmour's VFL Summer 2022 đây. Ngay bây giờ hãy cùng điểm qua những tin tức thú vị sẽ có trong tuần này nhé. Lần đầu tiên xuất hiện tuyển thủ nữ thi đấu tại VFL làm đốn tim khán giả. The Goat ra sân cùng đồng đội càn quét ngay thi đấu thứ 11. Tiết lộ cuộc chiến mới cực gắt của các streamer Free Fire. Ấn tượng của các tuyển thủ về nơi tổ chức Free Fire World Series vào tháng 11 này, Bangkok, Thái Lan. Hàng loạt những thay đổi hấp dẫn tại OE36. Tuần thi đấu thứ tư vừa qua chắc hẳn nhiều khán giả đã bị đốn tim bởi bóng hồng xuất hiện tại studio thi đấu Free Fire phải không nào? TH Ngân tới từ Wasabi với lần đầu chào sân đã để lại ấn tượng sâu sắc khi mà hạ gục được MVP lượt đi của Gilmour's VFL Summer 2022. Mặc dù tại Gilmour's VFL Summer 2022 năm nay có rất nhiều những tuyển thủ nữ tại line-up các đội, thế nhưng phải chờ tới lượt về của vòng bảng chúng ta mới có sự xuất hiện của một tuyển thủ nữ tại bàn thi đấu. Đó chính là cô nàng TH Ngân của đội tuyển Wasabi. Không chỉ đốn tim khán giả bằng những khoảnh khắc thoát sóng trên livestream, cô nàng này còn gây ấn tượng rất mạnh với tất cả mọi người khi chiến đấu rất phong cách và không kém cạnh bất kỳ ai khi còn hạ gục được cả MVP của lượt đi, đó là anh chàng UK, một cách đầy sự thuyết phục. Mới chỉ có 2 ngày chào sân, nhưng TH Ngân đã đóng góp cho team của mình 4 điểm hạ gục và còn được cộng đồng đánh giá là gánh team của Wasabi luôn đấy. Không chỉ có TH Ngân, ngày hôm qua tại studio còn sự xuất hiện của thành viên đội tuyển AFK, Mina. Hình ảnh xinh đẹp của cô nàng Mina đã khiến nhiều bạn phải vào comment ngay, tưởng chừng rằng đây là cuộc thi hoa hậu chứ không phải giải thi đấu thể thao điện tử. Khi hình ảnh hai bóng hồng được đăng tải, rất nhiều những khán giả muốn quay xe và đòi trở thành fan của hai đội tuyển có màu xanh đen, Wasabi và AFK đấy nha. Sau nhiều lần được réo tên tại ngày thi đấu 11, tuyển thủ trẻ The Ghost hay còn được biết đến với cái tên là Ma Gaming của Hatsune Sport cũng đã ra sân thi đấu. Tuy chưa giành được lượng điểm hạ gục lớn với những đội hình của Hatsune ngày hôm đó, với những cái tên Neo, Thái Sơn, Hen và Ma Gaming đã thi đấu rất xuất sắc và giành được 4 lần VR. AQ Esports đã có một tuần thi đấu thăng hoa tại Gilmour's VFL Summer 2022. Tại 2 ngày thi đấu, ETU Esports đã sở hữu cho mình 2 lần đạt danh hiệu Gilmour's Team of the Day và tích lũy được 16 điểm cộng cho mình. Khi The Ghost được tung vào sân, đã chứng tỏ sự ăn ý của team AQ tại lượt về lần này một cách rất rõ rệt. Theo đó, anh chàng này đã chứng tỏ sự tự tin và bớt run hơn so với lần xuất hiện tại lượt đi. MBS vẫn chứng tỏ khả năng và phong độ của mình khi ra mắt 2 thành viên mới với 2 lối chơi khác nhau, nhưng đã giành được số điểm rất cao và hiện tại đang đứng ở vị trí top đầu của bảng xếp hạng tổng. Còn khi chúng ta nhắc về Hiervi, ở tuần đầu lượt về lần này đã khiến rất nhiều khán giả thất vọng bởi lẽ sự hụt hơi này đã tới từ những tuần cuối của lượt đi. Trong nhiều lượt phỏng vấn thì Hiervi vẫn đang khẳng định rằng họ đang nhường và đề ra những chiến thuật cho trận chung kết. Mới đây Garena Free Fire đã tiết lộ một cuộc chiến cực kỳ gắt giữa các streamer, không phải là rap battle mà là một cuộc chiến sinh tồn thực sự với sự góp mặt của các gương mặt đình đám làng Free Fire như là Bác Gấu, Ma Gaming, AS Mobile, Mèo Simi và hàng loạt top TikToker nổi tiếng như là Ngô Đình Nam. Chi tiết như thế nào thì hãy cùng học ngay sau đây nhé. Đảo Sinh Tồn là show thực tế đầu tiên của Free Fire, nơi sẽ biến Bermuda thành hòn đảo có thật với giá trị giải thưởng lên đến 1,5 triệu kim cương. Show thực tế sẽ có sự tham gia của 24 streamer và hot TikToker đình đám, trong đó có thể kể đến những cái tên nổi bật như Bác Gấu, Ma Gaming, AS Mobile, Mèo Simi, Ngô Đình Nam, vân vân. Tại đảo Sinh Tồn, các thí sinh sẽ phải tham gia và thử thách để sinh tồn thực sự và làm quen với cuộc sống tự cung tự cấp. Mới đây, Bác Gấu, AS Mobile và Ma Gaming đã rục dịch chuẩn bị cho chuyến đi tới với đảo Sinh Tồn rồi đấy. Đây sẽ là show để chúng ta thấy được ai là người mạnh nhất, thông minh và khéo léo nhất. Đồng thời, chúng ta cũng thấy được những khía cạnh tính cách khác nhau của các streamer và các TikToker ngoài đời sẽ ra sao. Đảo Sinh Tồn sẽ được phát sóng vào 18 giờ thứ năm hàng tuần trên kênh sóng của Garena Free Fire từ ngày 29 tháng 9. Anh em nhớ để đón xem đấy nha. Free Fire World Series 2022 sẽ quay trở lại vào tháng 11 này tại thủ đô Bangkok, Thái Lan với rất nhiều điều thú vị. Thái Lan chính là nơi có nhiều nhà vô địch của Free Fire World Series nhất. Tuyển thủ cũng như là người hâm mộ Việt Nam lúc này đang rất hào hứng và chờ đợi xem đội nào sẽ đến Thái Lan để thi đấu. Anh em đã sẵn sàng bật chế độ bay lên cùng Free Fire World Series chưa nhỉ? Cũng giống như các mùa giải trước, chúng ta sẽ có 2 slot thi đấu quốc tế
đội vô địch của Robot VFL Summer 2022 sẽ tiến thẳng tới với trận chung kết của Free Fire World Series, còn đội tuyển Á quân sẽ phải thi đấu vòng loại. Giải đấu quốc tế này được chính thức thông báo sẽ được tổ chức tại thủ đô của Thái Lan, Bangkok. Các tuyển thủ của chúng ta đã sẵn sàng tâm lý, xách ba lô tới xứ sở chùa vàng chưa nhỉ? Hãy cùng nhau xem phản ứng của họ nhé. Cậu có thích Bangkok không? Tớ thấy Bangkok đẹp, cũng muốn đi. Free Fire World Series mới được công bố là sẽ tổ chức tại Bangkok. Thì không biết là khi nghe thông tin này thì các bạn có cảm thấy bất ngờ không? Em cũng không bất ngờ đâu, bởi vì em đi Thái mà. Còn với DNV thì sao? Em thì em thèm ăn bắp Thái, nên chắc là sẽ đi Thái. Bản cập nhật OB36 sắp ra mắt với nhiều thay đổi về nhân vật, vũ khí và những tính năng mới trong Free Fire. Các bạn đã hóng được những thông tin nào rồi? Ngay sau đây thì hãy cùng với bình luận viên Zico điểm qua những cập nhật mới của Free Fire sắp tới nhé. Sắp tới, tại OB36 sẽ có bản đồ mới toanh, cực kỳ xịn sò, mang tên Đảo Thế Kỷ cho chế độ tử chiến đây nha. Ở bản đồ này, người chơi sẽ được trải nghiệm một không gian rất hiện đại với những máy móc công nghệ cực kỳ chất. Cùng với đó, người chơi sẽ thoải mái nâng cấp vũ khí cũng như các phụ kiện tại cửa hàng. OB36 sẽ điều chỉnh hàng loạt súng Plasma, Parafa, VSS, Famat và áp dụng chế độ nâng cấp súng cho dòng Scar. Bên cạnh đó, chúng ta sẽ có vũ khí mới là súng Laser hồi máu, giúp hồi máu liên tục và nhanh chóng cho đồng đội. Và còn lưu đạn ăn mòn sẽ giúp phá hủy tường băng nhanh chóng luôn đấy nha. Đặc biệt tại OB36, điểm hồi sinh sẽ có những thay đổi vị trí. Tại điểm hồi sinh sẽ có trụ hồi sinh giúp bạn có thể ẩn nấp để dễ dàng hơn và có cơ hội sống sót cao hơn khi đang hồi sinh đồng đội. Tuy nhiên, trụ hồi sinh cũng sẽ phát sáng để đối thủ thấy được tiến trình hồi sinh, nên anh em phải hết sức cẩn thận đây nha. Điểm hồi sinh sẽ được hiển thị ngay lập tức trên bản đồ nhỏ khi trận đấu được bắt đầu. Với những thay đổi này, chắc chắn OB36 sẽ rất thú vị đấy nha. Anh em có hóng như Zico không? Cùng chờ đợi tới với ngày cập nhật thôi nào. Và đó là những thông tin mà Minh Anh đã tổng hợp lại ở bản tin hóng ở đầu tuần lần này. Các bạn có thông tin gì thú vị về các tuyển thủ hay là các giải đấu Free Fire thì hãy để lại bình luận ở ngay phía dưới nhé. Và bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Giải đấu Robot VFL Summer 2022, tuần thi đấu thứ 5 vào lúc 17 giờ ngày 23, 24, 25 tháng 9, 2022. Ấn đăng ký ngay và bật nút chuông thông báo của huyền thoại sinh tồn Free Fire Esports để cập nhật những thông tin thú vị và hòa mình vào những trận đấu Esports đỉnh cao.